Chào tất cả anh em nha. Nè, Hiền với Nhàn đi bắn cá rô phi nha anh em. Chào các em. Đấy, chào ơi. Anh em đang theo Hiền với Thanh Nhàn đi bắn cá rô phi nha. Cộng cái, cộng cái. Cậu giới thiệu hàng được cái, đừng lắc quá nha. Đây, tiếp tục cây mình đổi cây ná ra đang cung nha anh em. Đây máy cây ná hôm nay đổi cây ná khác, không bắn cây ná cũ nữa mà đổi cây ná này coi nó bắn làm sao nha anh em. Và anh em theo Hiền với Thanh Nhàn đi bắn nha anh em. Ok. Ok. Đây cầu Trúc ơi. Trúc. Ngồi xe hả? Đây Nhàn lấy câu vô nha anh em. Bự nha anh em. Chứ không phải nhỏ đâu. Đỡ anh cậu nha. Đỡ anh cậu ơi. Đỡ quậy lên. Đó sao? Ở như câu cá vậy đó.
chỗ ra ngoài là mình lôi lên đúng không, cái nó khỏi dính cái. Ta làm chưa? Từ vô. Cái gì? Từ vô. Con gấu hả? Ừ, cầm cần đít quá nó gãy đọt. Ngu quá. Cầm lại đi. Này phải không? Cái gì kêu ý là nó là rút ở cái khúc gốc rồi rút đọt nó dẻo hiểu không? Để cân luôn à. Gì vậy đấy? Ôi. Biến lỗi. Đây. Đang đứng. Trúng rồi đó. Trúng. Trúng rồi. Chắc. Nghe nổ chừng à. Trúng rồi đó. Phăng vô gần đi. Gần cái gì? Cái cây đi. Nó lội quá, con này bự quá trời, chắc lội quá. Mẹ đi. Chắc lội quá, con này bự lắm. Lội đi. Sao không vậy? Chắc mới lên nè anh con. Con gà mé. Đấy, được, 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 cầu bành này. Gà mé. Chắc mới lên chát rồi mình lội. Con này bự à. Cảm ơn. Mày lên. Cái đồ ấy. Bữa giờ bán cái chim có hai bữa một nó đang lì thấy không? Để cây, để cây, để cây. Đừng câu nữa không? Đừng câu. Không được. Ngay cái đi, một cái đi, tao làm cho. Cái này có thế. Cái này có thế đem lên. Trời ơi. Rồi xong câu luôn. Đó rồi, cầm cái thế vậy. Cầm một bợ, bợ chiều lên. Ây da. Trời ơi, này lôi nó cũng qua, nó thiệt tình trời. À, này đóng gỉ nó cũng qua lên nữa. Tiêu cực câu luôn. Cái này gỉ nó cũng lên nữa, thiệt tình trời. Sọt bỏ vô luôn. Gãy anh câu luôn anh em ơi. Thật ơi. Quá tệ anh em ơi. Dạ. Gãy anh câu luôn. Cũng nhỏ hơn. Đủ rồi, chị ơi. Làm gì giờ câu giờ, lùm câu coi. Làm cái nào anh đổi rồi, mới gọi chứ nữa. Gãy cái chỗ nào ta? Để lúc đó còn cài được cái khúc của mình, nó yếu thôi. Đâu có, thâu rồi được. Giữa là được. Gãy lúc nào á? Ơ nó vuột ra cu ơi. Rồi nó gãy trên này nữa. Cái này khúc luôn. Ê, anh đút cái nông đầu nhỏ cho nó chạy ra, nó gãy cái đầu ý em nói là gãy cái này mới gãy nè, con này xài được nè. Cầm đây. Thôi chị lấy mẹ cái đầu bự đi. Cầm đây. Cầm đây, đừng chết tụt cả nha. Cũng phải nhắc lại thôi gì đâu. Nè dặn nó thửa đi, tao đi coi coi còn nào nó không.
Dính nữa. Chắc. Dính nữa. Chắc. Dính chắc. Con này bự lắm nè. Con này phải lội chắc cú rồi. Này mày dính đi, lội chắc cú rồi. Nó xa lắm, này này dính đi. Quá tao hốt quá luôn hả? Con này bự nha. Nè nè. Con này bự, này bánh tao hốt đó luôn hả? Cái bên nào, bên này đi. Đừng quay đi, đừng quay đi nha. Cầm nó à. Nhiều rất nhiều. Con cá nha anh em. Mình mới vừa câu với con cá nha. Đâu ở trận nó đại gì đâu. Cá này anh em tặng tặng mình nó chà bá luôn à, mà biết bao nhiêu thôi. Để dưới nước nó bự đại vậy á. Cái hiền đã nhảy xuống hút hàng đó nha anh em. Nói chung là mày phải để cho dùng dây nha chứ không. Đang xả. Chứ đừng cương nó nha nè. Nào Phan, kêu Phan nha. Bự lắm anh em ơi. Ôi, hết cuồng dây luôn á. Con quá trời bự luôn rồi, Dương Hải ơi. Dạ. Được chưa? Lưới này lo lên không được nữa. Rồi, đi. Lên cá nha anh em. Cá à? Mày cũng bự chứ, mày nhỏ hơn cá nãy thôi. Móc kiểu vậy là gặp, xuống nó gặp móc kiểu này là rồi thua, nó chết liền. Xong. Ok, tiếp tục kiếm nha anh em. Một ép tiếp theo. Rồi đừng quậy tôi dính vô nha. Chết liền. Rồi cái cha mình dùng cháo nha. Án đèn. Thấy không rõ. Giờ dính cấu là mình đang đi cầu. Đừng quan tâm. Cá anh em. Xin nhàn. Chào cái xin nhàn. Anh em nha. Đây, cô 10. Mời cả nhà mình ăn cháo nha, cháo cá. Thành quả cá thiên nhiên. Thành quả ngày nay hiền với hình nhàn đi săn nha anh em. Thì bán chút xíu. Đó, cá đi chút xíu à, nhiêu đây nè. Mua thêm 2 con nữa. Không có mua. Bắn lửa bắn không chứ gặp lửa cá bự. Lửa cá bự nha. Không á. Để gót luôn. Cầm cầm gì nữa. Nó gụi vô. Đừng lắc, đừng lắc cái tay nha. Cả cá hôm hôm không có cái gì bị tắt queo rồi làm sao? Đây đây quay đi. Cứ quay rồi. Rồi chiên hay nướng vậy ăn cá nó cũng bự dữ. Canh canh ngay ngay giùm nó. Vô cái nó ấm lòng chiến sĩ rồi buồn ngày mưa rồi. Ngày mượn gấu mình
cầm máy quay luôn nha. Vô cậu mày báo ăn luôn. Mày vào đây xíu. Mày à. Mời cả nhà mình vô. Vô với mình đi vô cùng nha. 2 3 vô. Vô. Gặp miếng cá. Rồi vậy đi. Ăn cá kìa, giờ nó ngon kìa. Cá này cá thiên nhiên không nha anh em. Quay bên ba, quay bên ba. Tại tánh vậy nha, để đừng bình đừng nói ông già uống theo nhân dữ. Rồi. Bye 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 cả nhà nha. Hẹn cả nhà một clip sau nha. Thấy hay thì cho một cái subscribe, like và chia sẻ nha. Bye cả nhà. Chào các anh nha. Chào anh em nha. Nếu hay hãy đăng ký ủng hộ thì nha anh em.